Xin chào quý vị. Quý vị ơi, chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2023, một năm với rất nhiều sự thay đổi. Và thật tuyệt vời khi mà Thẩm mỹ YO vẫn luôn nhận được rất nhiều những sự tin chọn, sự tin yêu của tất cả khách hàng. Hiện tại thì Huyền đang có mặt tại phòng chờ tầng 2 và chúng ta có thể thấy là rất nhiều khách hàng đang chờ đợi để được đến lượt điều trị và thăm khám. Và bây giờ thì Huyền xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo chân Huyền bước lên những tầng phía trên để cùng xem là không khí ở trong phòng điều trị sẽ diễn ra như thế nào quý vị nhé. Hiện tại thì Huyền đang có mặt tại tầng 6, một trong những phòng điều trị công nghệ cao của Thẩm mỹ YO. Và như quý vị có thể thấy thì tại phòng tầng 6 thì có rất là nhiều những khách hàng, đặc biệt là các em nhỏ đến đây để xóa chàm bớt. Và ở đây thì cũng có những dịch vụ như là trị giãn mao mạch, tĩnh mạch, xóa xăm, triệt lông hay là những dịch vụ làm đẹp khác liên quan đến sắc tố này, trẻ hóa và trắng da. Và nhân dịp năm mới 2024 thì Thẩm mỹ YO cũng mang đến rất là nhiều ưu đãi dành cho tất cả các khách hàng, giảm giá 65% cho tất cả các dịch vụ. Năm mới sắp đến rồi, Thẩm mỹ YO tự hào khi mà có thể giúp cho tất cả các khách hàng của mình có một diện mạo mới hơn để chúng ta có thể tự tin hơn và hạnh phúc hơn nhân dịp năm mới. Và thưa quý vị, Thẩm mỹ YO cũng kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và hạnh phúc. Và nếu như quý vị cũng đang có nhu cầu điều trị xóa chàm bớt, trị giãn mao mạch, tĩnh mạch, xóa xăm, triệt lông hay là những dịch vụ làm đẹp khác thì hãy nhanh tay, hãy nhanh chóng liên hệ với Thẩm mỹ YO quý vị nhé, để được các chuyên gia, các bác sĩ của Thẩm mỹ YO tư vấn lên lộ trình cũng như là phác đồ để mang đến cho quý vị một quá trình điều trị an toàn và hiệu quả cao nhất thưa quý vị. Thẩm mỹ YO 12 năm, chất lượng thật, giá trị thật,